Xin chào các bạn, hôm nay gia đình của mình đi dạo cuối tuần nha các bạn Đang đi dạo lòng vòng thì mấy đứa nhỏ lại thích ăn bánh ngọt Cho nên gia đình của mình ghé vào tiệm bánh Donut đó vô trong này để xem có loại bánh nào ngon ngon thì mình sẽ lấy vài cái mình ăn thử rồi nói mùi vị cho các bạn biết nha đó ở đây thì người ta bày không có nhiều loại bánh lắm vài loại sơ sơ thôi nhưng mà ăn rất là ngon ông xã mình giới thiệu là ngày xưa ông xã mình đi học hay ghé vào trong này mua bánh này ăn nè ừ, ngon lắm mà mình lại không thích bánh ngọt thì nghe ông xã nói vậy thì mình ghé vô mình ăn thử xem sao còn đây là tất cả những loại tiền của các nước Ông chủ đã siêu tầm và để trên cái khung hình rất là đẹp Mình rất là thích thú để quay cho các bạn xem Các bạn nhìn để các bạn biết tiền nào của nước nào đó Mình chỉ biết tiền của nước Việt Nam và tiền của nước Mỹ thôi 20.000 đồng tiền Việt Nam kìa các bạn Rồi các bạn ngắm tiếp nha đó, <laughs> nhìn hay quá ha Ừ, mỗi nước thì có một loại tiền khác nhau Nhìn mình thiệt là thích đó Cho nên mình quay từ từ chậm chậm để cho các bạn xem cho rõ nha Đó, rồi Rồi bây giờ đến lượt mấy đứa nhỏ nhà mình thưởng thức món bánh donut này các bạn Đó, mình thì cắn một loại bánh đường rất là ngon Đó, bánh ở đây người ta làm nóng, mềm Mà nó thơm lắm các bạn Nó mới đó Thì mình ăn như vậy mình cảm thấy rất là ngon Tuy là mình không thích ăn ngọt Nhưng mà ăn vài miếng như vậy mình cũng thấy cái vị nó ngon nha Ông xã nói đúng rồi đó Bữa nào chắc mình cũng ghé mình ăn vài lần nữa nha rồi mấy đứa nhỏ nhà mình thì kêu thêm sữa tươi uống nè Con trai thì uống sữa tươi màu trắng Rồi đứa con gái thứ nhì thì uống sữa dâu Còn cô con gái lớn nhà mình thì suốt ngày cứ thích ăn bánh sô-cô-la thôi Lúc nào cũng mua một bánh donut này Rồi phết lên một lớp sô-cô-la Còn bánh mình đang ăn là bọc đường các bạn Rồi có hương vị mùi quế Mùi cái hương quế đó rất là thơm ừ. Thì các bạn nào thích ăn bánh donut thì vô tiệm trực tiếp cái tiệm cái lò người ta làm ra ăn rất là tươi, mới, ngon đó <laughs> Mình giới thiệu dùm cho tiệm này luôn đó Mấy đứa nhỏ nhà mình kìa Đang ngồi nhâm nhi uống thêm vài ít sữa Sữa trái cây <laughs> đó, Chỉ cái này cái kia Ở trong tiệm này còn nhiều thứ hay nữa các bạn Về đồ cổ đó Mình chút xíu sẽ quay sơ sơ cho các bạn xem nha mình thì không thích ăn ngọt mà sao ăn gần hết cái bánh vậy không biết nữa <laughs> thấy cũng ngon lắm các bạn ăn kiểu này chắc ăn vài lần chắc là lên ký thôi các bạn ơi các bạn ơi bây giờ mình sẽ ghé chợ Ấn Độ mình mua một ít đào về ăn nha các bạn nhìn trái đào chắc là giòn lắm đây thì trái đào rất là bự chắc tròn như vậy mà người ta bán có một đô la một phao thôi các bạn một phao là nửa ký thì khoảng một ký thì khoảng hơn 40.000 tiền Việt Nam một ký thôi các bạn rất là rẻ ha thì bây giờ mình đang lựa đây mình lựa xem trái nào ngon nhất Giòn nhất mình mua về mình ăn nhìn cái đào giống ở trong phim tôn ngộ không tay du ký quá chừng luôn á ừ, chiến này về chắc làm khỉ ăn bữa đào cho nó đã nè các bạn quá chừng ngon luôn ừ, cái hũ hạt giống nhà mình càng ngày thì càng thêm hạt thêm hạt ăn hạt nào là chất hết vô trong một cái hũ <laughs> bữa nào khoe cho các bạn xem nha đó 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 mình lựa gì mà lựa dữ không biết nữa ừ, đi tìm đi tìm trái nào thịt cứng các bạn nó mềm thì ăn không ngon đó tìm trái nào hơi cứng cứng một chút xíu đó trái này ok nè ừ, ngon lắm đây thôi chắc lấy chừng này là đủ rồi đó ha đủ chưa chắc đủ rồi đi vô mua một ít đậu bắp về cho đứa con trai đó đứa con trai mình rất là thích ăn đậu bắp lúc nào cũng đậu bắp nấu canh với thịt heo rồi đậu bắp nấu canh với thịt bò thịt gà thay đổi có khi đổi những món rau khác đó mê món đậu bắp lắm các bạn đậu bắp này á ăn rất là ngon ừ, có hai loại đậu bắp là các bạn còn cái trái này là trái gì đây trái này là trái chà là đó kế bên là có hột chà là đó rồi mình sẽ ghé chợ qua mót chợ qua mót mua những đồ ăn vặt cho mấy đứa nhỏ nhà mình nè đó cốm Đây là cốm đường Thì mấy đứa rất là thích ăn Mình mua một ít nha Đó, mua một hộp thôi Trong một hộp này thì có 40 miếng Thức ăn vặt của mấy đứa nhỏ đã mua mấy ngày hôm trước rồi Nhưng mà hôm nay mua thêm vài món nữa Rồi hôm nay đi chợ mình sẽ mua hai cái bàn Cái bàn này rất là nhẹ nhàng Sách đi cũng dễ Đó Khoảng 15 đô một cái bàn các bạn thì 300 trăm tiền việt nam một cái thì ở đây người ta bán rất là nhiều loại bàn khác nhau mình thích loại nào thì mình mua nhưng mà cái loại nhỏ nhỏ đó thì mình thích cho nên mình mua hai cái luôn rồi ở trên này thì bán tô nè đó nhà mình lại thiếu tô nữa ăn bể tô cho nên đi mua tô mới <laughs> bể không phải mấy đứa nhỏ làm bể đâu các bạn mình làm bể đó các bạn rửa chén rồi trơn quá rồi rớt bể <laughs> thường ngày xưa là con nít làm bể chán còn bây giờ người lớn làm bể các bạn ơi thấy thương không đó phải đi mua cái tô một cái tô thì khoảng 8 đô mấy một cái đó các bạn thì khoảng gần 200 ngàn một cái tô như vậy mua xong đóng thuế xong chắc khoảng 200 ngàn tiền Việt Nam một cái tô ha thì cũng tùy loại tô khác nhau các bạn cái loại tô này thì nó mắc hơn chút xíu loại tô nào dày hơn thì rẻ hơn loại này nó mỏng mảnh dễ rửa các bạn mà dễ rớt bể nữa mình thiệt là hư <laughs> rồi xong rồi đó các bạn và kế tiếp đây gia đình của mình sẽ tới một chợ bán cây giống rồi um, cây kiển rồi rau quả chợ này á bán cỏ các bạn thì mình mua cỏ về để mình trồng cái mảnh vườn ngoài trước nhà của mình. Lúc đó mình kéo xe tải đất ra ngoài sau vườn á mình đổ thì đã bị hư cỏ các bạn. Bây giờ mình mua mình lót xuống lại. Chưa mình mua những cái hạt giống mà về để cỏ mình gieo không biết bao giờ mới lên thôi. Mình mua miếng người ta trồng sẵn rồi mình về mình trải lên thôi rất là tiện. Thì mình trải ra, mình tưới nước là nó bám xuống đất thôi để ông xã ông xem cái miếng này rộng bao nhiêu ha đó bề ngang thì khoảng nửa mét ha bề dài thì khoảng một mét hai không biết mình mua mấy miếng để trải cho cái sân vườn ngồi trước nữa ha Ừ uhm, chắc khoảng 7 miếng đi ha đó đứa con gái mình lấy chân bỏ lên thử liền xem cỏ có em không rồi các bạn thấy không chiếc xe kia xa xa xe này chắc người ta dùng để cẩu mấy cái cục đá này nè Ừ, ông xã của mình lần lượt khiên mấy cái miếng cỏ lên để mua nè đó thấy phụ nữ ở mỹ không khiên cả đá luôn các bạn nặng chưa còn phụ nam bên này nè khiên cỏ thôi nhẹ quá không công bằng chút nào ha nhân viên nhân viên của người mỹ tuyển kìa các bạn người to cao gấp 2, gấp 3 lần ông xã mình ấy. mới khiên nổi đá Bên này thì mình nhỏ con Mình khiên cỏ thôi Đó Biết đủ chưa nữa Khiên thêm mấy miếng nữa mới đủ đó Ừ Rồi Đủ rồi các bạn ơi Thôi đi về thôi Hay vô trong kia quay cho các bạn xem Một ít hoa nữa nha Đó Để cho vô trong kia xem người ta có bán cái gì không Mình quay Bê đi nhỏ này ngồi ăn bánh này. hoa này các bạn đó rất là xinh ha quá chừng luôn mình quay cho nhanh nhanh vội vội đi về hơi chóng mặt <laughs> người ta bán đầy đủ ở đây nè hoa tím hoa trắng đủ thứ hoa hết trơn hả đằng kia thì ông xã mình đang chuẩn bị tính tiền để về mình vô đây lượng vài vòng quay cho nhanh Wow, cái hoa trên này nó đẹp quá các bạn Đó Nhìn lấp lánh lấp lánh Dễ thương quá chừng luôn á Sang năm thì mình sẽ trồng hoa nha các bạn Vườn rộng rồi sang năm Trồng nhiều hoa Nhìn cho nó đã con mắt ha Hả? Thôi chắc quay lượt sơ sơ thôi Thấy chóng mặt quá à. Quay gì đâu mà mình ngồi mình nhìn Wow, cái bông màu tím đẹp quá chừng các bạn ơi Hoa này là hoa gì không biết nè ha Mình không biết tên luôn Thôi ra cửa về nhà thôi các bạn Đó mình sẽ mình mua về trái cỏ đây nè các bạn Mấy bữa Mấy bữa mình làm vườn đó Xong mình chạy xe vô đây nó bị hư cỏ Bây giờ phải làm lại cỏ nè Trải được miếng dài rồi nè Trải như vậy phải cuốc đất lên rồi mới trải xuống chứ 1, 2, 3, 4 Khỏi phải trồng các bạn ha Cứ mua về trái vậy thôi Đó, được một đường dài nè Mấy bữa chỗ này là mình trồng hoa rồi đầy đủ Tự đổ đất cái kéo đất ra đằng sau hoa hư hết trơn luôn cỏ cũng hư bây giờ phải mua cỏ trái xuống tiếp tục rồi đủ chưa cảm ơn các bạn đã xem video của mình nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha các bạn ơi nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha cảm ơn các bạn rất nhiều chúc các bạn một ngày vui vẻ tạm biệt các bạn